xin các bạn đã đến với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Mình là Thùy Trang, quay trở lại với tiếp tục vào series là C50. Thì bên cạnh Trang đây là một chiếc xe 50 của nhà SYM, chiếc xe khá là lâu rồi, đó chiếc xe Angle 50cc. An toàn học đường là một cái vấn đề rất là quan trọng, vì vậy nên là những dòng xe 50 để sản xuất ra để cho các bạn học sinh chúng ta có thể thuận tiện hơn khi di chuyển đến trường cũng như là đi học thêm hay là làm những công tác xã hội. Thì dòng xe 50 phân khối của chúng ta thì không cần bằng lái. Chiếc xe Angola này đang có một cái thiết kế rất là cổ điển. Ở phía trước các bạn có thể thấy là mặt đồng hồ của nó là mặt đồng hồ tròn và đang sử dụng bóng halogen. Ở hai bên là đang sử dụng bóng halogen nhưng mà có phân tầng nha các bạn, có phân tầng cho mình để có thu hút ánh sáng nó tốt hơn. Với thiết kế rất là cổ điển và có tổng cộng là 4 màu sắc 2 phiên bản, thì dòng xe Angola này đang hiện tại rất là nhiều các bạn trẻ săn đón với những màu sắc rất là dễ thương như là màu xanh xám nè, màu xanh trắng nè và màu xanh ngọc. Màu đặc biệt của nó là màu đen mờ nhé. Bánh xe của nó thì đang sử dụng là vành tâm chưa có mâm đúc nha các bạn, phanh tan chống, ống lồng thủy lực và lốp có ruột nha, lốp xe là lốp xe có ruột. Ở phía mặt đồng hồ thì xe Angola này đang sử dụng mặt đồng hồ rất là hoài cổ, và đồng hồ cơ 100%, không có màn hình LCD ha. Có công tắc đèn, nút đề, pha cốt, xi nhan trái phải, còi, có học đồ phía trước cho mình. Lô xe thì sử dụng khóa chìa nha, xe này đang sử dụng khóa chìa cho mình. Đó, khóa chìa thì nó sẽ tích hợp cả khóa cổ xe thôi, còn mở cốp sẽ mở đằng sau nha. Ở đây sẽ để ba ga. Phần yên khá là dài, với yên này thì chở hai người rất là thoải mái. Xe cái cốp xe của Angola này thì chỉ đủ một chiếc nón bảo hiểm thôi, còn bình xăng này sẽ dung tích lên tới 3,7 lít. Với chiếc xe này thì nó có một cái ưu điểm cực kỳ đáng để cân nhắc cũng như là để các bạn biết, đó chính là xe có thể tiêu hao mức nguyên liệu chỉ là 1,26 lít trên 100 km. Thì cái mức tiêu hao nguyên liệu này là được nhà cung cấp đưa ra và nó cực kỳ thấp. Đây là dòng xe thấp nhất mà Trang từng biết luôn. Hầu như là nó đa phần sẽ rơi vào khoảng tầm khoảng 1,6, 1,7, 1,8 tới 2,2, nhưng mà xe này là chỉ có 1,26 thôi nha. Nên là cái xe này đang cực kỳ tiết kiệm xăng luôn. Cái nữa là cái về trọng tải, xe Angle này nó sẽ có trọng tải cho chiếc xe của nó, cho bản thân nó là 95 kg, và chịu trọng tải tối đa là 130 kg đối với hai người ngồi sử dụng trên xe. Ngoài ra thì xe này nó đang sử dụng động cơ 4 kỳ, 4 hầu số, 1 xi lanh làm mát bằng không khí. Xe của chúng ta thì nó có đầy đủ các yếu tố cần thiết là về mẫu mã nè, giá thành của nó thì cũng rất là vừa phải, và ngoài ra thì có một chế độ rất là tiết kiệm xăng. Vì vậy nên dòng xe này cũng là một trong những dòng xe số mà các bạn nên cân nhắc khi mua và sử dụng dòng xe 50 phân khối. Đi qua một chút về phía đằng sau xe. Đằng sau xe thì có thiết kế vuốt tròn. Ở phần đèn xe của nó thì nó cũng có được thiết kế vuốt tròn, vuốt lên ngược lên trên xe cho các bạn dễ nhận biển xe của mình hơn khi các bạn xi nhan trái phải hay là có sử dụng thắng nha. Còn phần bô xe thì nó rất là hoài cổ cho mình luôn. Xe sử dụng hai phục lò xo hết. Với dòng xe Angola này đang có giá bán trên thị trường với dòng tiêu chuẩn là 18 cũ, và dòng đặc biệt của nó thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút xíu, tầm khoảng 18 năm. Với dòng xe này với 18 triệu thì chiếc xe này nó khá là rẻ, và cũng như là độ bền của SYM thì các bạn cũng đã biết rồi. Với dòng xe này thì độ bền rất là cao. Ngoài ra thì SYM nó có rất là nhiều chi nhánh cũng như là nhiều trung tâm bảo hành trên toàn quốc, để các bạn có thể dễ mua phụ tùng, linh kiện thay thế hay bảo hành sửa chữa chính hãng ha. Với dòng xe này thì nó sẽ có một cái ưu điểm, là thêm một cái ưu điểm là nó là xe chính hãng nên nó rất là dễ bảo hành bảo trì. Xe này thì sao, xe này các bạn chỉ cần đưa trước cho cửa hàng 2 triệu hoặc là không cần trả trước, với điều kiện duy nhất là một căn cước công dân thì các bạn đã có thể lên hồ sơ trả góp cho dòng xe Angle này rồi. Còn trên chơi gì nữa, hãy đến với Xe Máy Hà Đặng ngay hôm nay để được tham gia chương trình vòng quay may mắn chỉ dành duy nhất cho khách hàng mua xe trong tháng 8 với tổng giá trị lên đến 5 triệu đồng, gồm những phần quà: quạt điều hòa Asanjo, nồi cơm điện ẩm siêu tốc, chảo chống dính, áo mưa, nón bảo hiểm, vân vân. Rất là nhiều phần quà ưu đãi đang dành cho các bạn. Ngoài ra còn những phần quà dành cho khách hàng mua xe mới tại cửa hàng nữa nhé. Nếu như liên hệ trước với số hotline ở phía trên màn hình thì các bạn còn được nhận thêm một ưu đãi nữa, là sẽ được tặng thêm một phần quà trị giá 500.000 đồng.
được tặng quà nè, mua xe mới, các bạn còn được giao xe tận nhà nữa. Nếu như các bạn có nhu cầu ha, các bạn chỉ cần để lại thông tin, sẽ có nhân viên liên hệ tư vấn và giao xe đến tận nhà cho các bạn luôn. Tùy thuộc vào từng nơi thì sẽ có giá là biển số khác nhau. Các bạn cứ để lại comment hoặc là liên hệ trực tiếp qua số hotline trên màn hình kết bạn với Zalo thì sẽ có nhân viên tư vấn cho các bạn từ giá xe, giá bao biển số, phí chuyển vận chuyển xe về nhà hay là phí đóng tiền hàng tháng của các bạn ha. Thì sẽ có tất cả nhân viên sẽ liên hệ cho các bạn cũng như là tư vấn cận kẽ cho các bạn để cho các bạn tham khảo và có một cái lựa chọn đúng đắn nhất. Mong rằng những clip về xe 50 của Trang sẽ hỗ trợ cho các bạn được một phần nào đó trong cái việc các bạn sẽ chọn lựa được một chiếc xe ưng ý trong năm học mới 2024. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.